Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến Karasap24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Ung thư là một căn bệnh mà ngày càng tràn lan và rất nhiều người đang mắc phải. Và đây là một căn bệnh mà chúng ta chắc chắn là không ai muốn mắc phải nó, đúng không ạ? Tuy nhiên thì rất nhiều người đang mắc phải và chúng ta phải đối diện với hóa xạ trị rồi thì hóa chất, dần dần sức khỏe suy yếu và dẫn đến tử vong. Và ngày hôm nay, Bá Ngọc làm video này chia sẻ tác dụng của viên tinh dầu thông đỏ đối với bệnh ung thư. Bởi vì trong suốt một thời gian qua thì Bá Ngọc nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý khách hàng đó là viên tinh dầu thông đỏ có tác dụng như thế nào đối với bệnh ung thư. Và theo công bố của các nhà khoa học Hàn Quốc và đặc biệt những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, họ đã công bố thì phát hiện ra trong lá và vỏ cây thông đỏ có rất nhiều những hợp chất quan trọng và quý. Và một trong số đó là hợp chất tasot, là một trong thành phần chính được các nhà khoa học sử dụng để bào chế ra thuốc điều trị ung thư. Khi sử dụng viên tinh dầu thông đỏ thì một trong những tác dụng đầu tiên đó là giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, cùng với đó là đào thải những độc tố ra khỏi cơ thể. Và một trong những hợp chất quan trọng nữa đó là thành phần polymenon có tác dụng giúp cho cơ thể chống lại sự lão hóa và trung hòa các gốc tự do. Gốc tự do chính là rác thải của cơ thể, là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây nên căn bệnh ung thư. Và đặc biệt nữa thì khi sử dụng viên tinh dầu thông đỏ thì sẽ giúp chúng ta vượt qua những cơn đau đớn trong mỗi lần mà chúng ta hóa xạ trị. Nếu bạn hay những người thân trong gia đình đang mắc phải căn bệnh ung thư thì tinh dầu thông đỏ là một trong giải pháp hữu hiệu để giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, vượt qua những cơn đau đớn và giúp chúng ta sống khỏe mạnh hơn. Để giúp bạn có thể mua được những viên tinh dầu thông đỏ chính hãng, đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành và đúng với giá trị thật của nó, khi bạn mua tại Karasap24h.com, chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín, chúng tôi luôn làm việc với những đối tác hàng đầu của đất nước Hàn Quốc để mang những dòng sản phẩm tốt nhất đến với tay người tiêu dùng Việt Nam. Và đặc biệt nữa, với uy tín của Bá Ngọc, cam kết với bạn nếu khi sử dụng sản phẩm bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100%. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra hàng thật kỹ trước khi trả tiền, đặc biệt trong 7 ngày. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi có chính sách đổi trả hàng mà bạn không mất thêm bất cứ khoản chi phí nào. Cùng với đó nữa thì chúng tôi có những đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết về viên tinh dầu thông đỏ cũng như cách mua sản phẩm thì các bạn hãy kéo xuống phía dưới phần mô tả của video này, kích vào đường link karasap24h.com hoặc các bạn có thể gọi đến số hotline 0979149256 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.